À, ok, em xin chào anh Thượng Chí Nhất ạ. À, chào Thư Quang, chào chủ diễn đàn. À, chào tất cả anh em, tôi nói nghe rõ không ạ? Dạ, em nghe rõ anh. Thì, qua cái nãy nghe mấy cái chỗ Thư Quang trên cầm có nói về cái tổ chức gì đó tôi quên rồi, quên tên rồi. Human Rights. À, thì thôi, nói chung là nó là một trong những tổ chức mà nó lập ra để nó chống phá lại Việt Nam mình thôi. Nhưng mà cái cách chống phá, cái phương pháp chống phá đó, thì có thằng thì ơi, có thằng thì nó khoa học, có thằng thì nó ấu trĩ. Mà tôi hỏi nó bây giờ nó nhân danh ai? Nó nhân danh ai? Nó là một cái tổ chức nhưng nó nhân danh như thế nào này? Bây giờ với danh nghĩa gì để mà danh nghĩa gì đúng rồi, cầu thủ tướng ở đó, cái nhanh nó với cái danh nghĩa, cái tính chính danh đó đúng không? Ý nó là giống như cái tính chính danh của họ đúng không? Đúng. Bây giờ nó là nó ít ra nó cũng phải, cái tổ chức đó cũng phải đại diện cho một quốc gia nào đó đúng không? Nếu đại diện cho quốc gia nào đó nó mới yêu cầu, nó mới yêu cầu thủ tướng Nhật qua làm việc với Việt Nam như vậy. Nhưng mà mục đích của ông thủ tướng Nhật qua Việt Nam làm cái gì nó nắm được chưa? Có khi đó là qua hợp tác về quân sự đấy, có khi qua về hợp tác về quân sự để chơi lần Trung Quốc đó, hoặc có khi là qua hợp tác về kinh tế để phát triển kinh tế là hai bên cùng có lợi. À, cái điều đó là cái điều làm sao biết được, vậy nó là bí mật mà, nếu một bí mật quốc gia thì ai đâu mà biết. Nhưng mà vậy nó lại yêu cầu người ta lại làm cái đó, tôi thấy nó ấu trĩ, mà nó lại vừa ấu trĩ mà vừa buồn cười mắc cười. Tôi nghĩ mấy anh em biết đầu óc ở trong nó chứa cái gì nữa, mà là sao nhiều lần bị chửi lên chửi xuống rồi mà nó không có kinh nghiệm, nó không có rút kinh nghiệm. Mà tôi nghĩ chắc cái đầu nó tắt kinh rồi, cho nên nó làm sao rồi nó chứa toàn kinh mà nó bị tắt nữa, rồi làm sao mà nó rút. Nói thì nó hơi bậy bạ chút, nhưng mà thật ra là nó là vậy đó, nó gần như là như vậy. Nói là đùa vui chút thôi, chứ còn thấy cái trong tình trạng, trong cái trường hợp này rõ ràng là nó tìm cách để nó chống phá, cũng như từ bấy lâu nay đã chống phá rồi. Thì cái mục đích của thằng này chống phá làm gì thì nói để lại, để mà chúng ta nghe củng cố lại cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Chứ còn thật sự chúng ta khẳng định luôn, chứ còn thật sự thì nó lặp đi lặp lại hoài. Nên mục đích chống phá của tụi nó là để cho làm cho nền Việt Nam suy yếu đó. Như vừa rồi là nó yêu cầu là thủ tướng Nhật là thậm chí là không viện trợ ODA luôn, mà viện trợ không ODA hợp tác đầu tư luôn. Thì viện không viện trợ ODA, không hợp tác đầu tư, thì cái viện trợ ODA thì nó gồm có việc hoàn lại và không hoàn lại. Mà thời buổi bây giờ thì thằng Nhật sẽ không bao giờ, tất cả các quốc gia mà nó đầu tư vô, nó vô trong Việt Nam này nó làm, thì nó viện trợ ODA thì bảo đảm là không bao giờ nó có cái chính sách là viện trợ ODA không hoàn lại. Toàn là viện trợ, toàn là viện trợ ODA có hoàn lại hết. Nhưng mà còn cái nữa là nó có lãi suất hay là không có lãi suất, cao hay là ít, cao hay là thấp, ít hay là nhiều, là lãi suất á. Chứ làm gì có cái chuyện nó cho không, thấy không? Làm gì nó có chuyện nó cho không? Mà những thằng mà nó vô nó viện trợ vô cho nó viện trợ ODA cho mình thì rõ ràng là nó có mục đích hết. Cái gì có cái này là... cái này nè anh Thượng Nhất, anh Thượng Nhất em xin hỏi anh thế này nè. Nói đi. Ví dụ bây giờ Nhật Bản ha, họ không viện trợ ODA cho Việt Nam nữa, họ không hợp tác đầu tư hay là kinh doanh với Việt Nam nữa, tức là họ tẩy chay á. Thì theo anh á, điều gì sẽ xảy ra, và nó xảy ra nó sẽ tác động đến ai nhất, tác động đến tầng lớp nào nhất trong cái câu chuyện đó? Bây giờ ta nói nha, hợp tác là để hai bên cùng có lợi, hợp tác là để hai bên cùng có lợi, đúng không? Hợp tác phát triển kinh tế, hợp tác kể cả viện trợ ODA, thì nó viện trợ ODA cho mình. Nếu Nhật nó viện trợ ODA cho mình, tôi cho là viện trợ không hoàn lại đi, hoặc là viện trợ không hoàn lại đi, thì nó phải có điều kiện. Ví dụ như giờ viện trợ ODA không hoàn lại thì phải có điều kiện, thì bây giờ cái điều kiện nó ra, tôi viện trợ cho anh để anh xây dựng cái cơ sở hạ tầng nào đó thì phải doanh nghiệp của tôi làm, thì tôi mới viện trợ cho anh, đúng không? Doanh nghiệp và doanh nghiệp của nó làm thì dĩ nhiên là nó phải có lợi cho doanh nghiệp của nó, là doanh nghiệp của nước Nhật rồi. Thế ngoài ra nó còn đặt ra một điều kiện nữa, thí dụ như tôi làm cơ sở hạ tầng đó thì cái cơ sở hạ tầng đó xong rồi máy móc thiết bị gì đó là anh phải mua của tôi, là nó đi kèm theo khoản là viện trợ đưa bạn có điều kiện, cái ODA có hoàn lại.
đó thì nó nhiều thứ như vậy là rõ ràng là Việt Nam nếu nó không cho dai Việt Nam thiệt, nhưng mà nó cũng thiệt, bởi vì nó cho dai thì nó cho dai hoặc nó viện trợ đó. Nói chung là cho dai đó, còn cho còn cái cho không khác, cho dai với cho không đó, thì cho không thì nó ít nhưng mà cho dai thì nó nhiều, mà cho dai thì nó đặt thêm một cái điều kiện, nó thêm cái điều kiện là anh phải làm như vậy thì phải có lợi cho thằng Nhật. Mà nếu Việt Nam có lợi, nó cũng phải có lợi chứ, mình đình lợi một, tại vì mình là một cái nước chậm phát triển, đang kém phát triển, bây giờ mình gọi là đang phát triển, thì như vậy là nếu như mình sử dụng cái vốn ODA của nó thì mình lợi ít, nhưng mà nó là lợi nhiều, bởi vì kèm theo đó nó còn có những cái điều kiện khác, thì vấn đề kinh tế đó, là về giao thương kinh tế đó, chứ không phải là chỉ có cái tài chính không. Nói chung là lợi, nếu nó không, mình nó không cho mình đầu tư thì mình thiệt hại nhiều đó, bởi vì mình cái xây dựng cái cơ sở hạ tầng mình là một nước là cái cơ sở hạ tầng hiện nay nó đang thấp, đang kém, đang yếu đó, mà giờ nếu mà nó viện trợ cho mình để mà phát triển cơ sở hạ tầng thì mình có điều kiện để phát triển nữa. Anh nói ví dụ như với Thái Quang, anh nói ví dụ về vậy là cái nó đầu tư vô trong cái đường cao tốc Bắc Nam đi. Nói được cao tốc Bắc Nam thì khi mà thông thương được cao tốc Bắc Nam thì về kinh tế Việt Nam mà, khi mà nó hoàn chỉnh rồi kinh tế Việt Nam nó phát triển, bởi vì kinh tế đó thông thương mà, kinh tế đó thông thương toàn quốc thì nó phát triển ghê gớm đó, thì thằng Nhật nó cũng được lợi là bởi vì nó khi nó đầu tư vô cho mình thì nó cũng phải có nếu là đầu tư vô đường cao tốc thì nó cũng phải có một cái lợi ích gì trong đó nó mới làm. Yeah. Đó, thì nếu thiệt thì mình thì thiệt nhiều hơn nó, chứ không phải là cấm giận vậy. Nhưng mà có con gái vậy nè, nếu như giờ nửa chừng qua mà nó bắt bẻ mình, nếu qua nó bắt bẻ mình nha, nhận qua bắt bẻ nó ăn có nhân quyền, vậy thì bây giờ anh chứng minh như tôi là không nhân quyền chỗ nào, mình cũng sẽ lật lại, anh chứng minh đi, Việt Nam không nhân quyền chỗ nào, anh nhìn ra ngoài đường thấy dân tôi làm ăn à, dân tôi đi đứng bình thường, nó phải nó hằng nhịp nó qua đây nó nói với mình, nó chuyện với mình, nó phải có nhìn qua cái thực trạng của tại Việt Nam mình là có nhân quyền hay không có nhân quyền. Còn cái tụi kia tác động là cái chuyện đó của tôi nói với hơn nữa là chẳng ai biết tụi này đó, ai cũng biết rằng tụi này là hoàn toàn không có một cái danh nghĩa nào cả trên quốc tế, không đại diện cho một quốc gia nào, nó không đại diện cho quốc gia nào thì nó làm gì nó có danh nghĩa gì trên thế giới, trên quốc tế đây. Cho nên nó là một cái tổ chức phá hoại, nó tập hợp lại, nó tập hợp những phần tử mà chống đối thì nó phá hoại đất nước mình, cho mình chậm phát triển, mình nói chung là làm cho mình suy yếu, để mà nó tính tới một con đường khác nữa là nó tập hợp tất cả các lực lượng về để nó yêu cầu Việt Nam mình là đa nguyên đa đảng. Mục đích cuối cùng của nó là như vậy. Rồi cái mục đa nguyên đa đảng xong bắt đầu đấu đá nội bộ nhà của bắt đầu nó mới nhờ. Nó mới yêu cầu các nước khác là chuyện này là rồi cái vụ như nó tránh nhầm một vùng nào nó tách ra, nó giống như giờ trong trường hợp Donbass với Kosovo đó. Đó, nó, nước đi của tụi nó là như vậy. Mục đích nó là đa nguyên đa đảng rồi đưa nước ngoài vô đó, lực lượng nước ngoài vô để mình mà phân chia khu vực rồi sau đó giành lên nắm chính quyền, nhiều cách lắm đó đây. Anh nói đó là cái mà cái nhẹ nhất là như vậy, nhưng mà cái sâu xa của tôi cái chủ yếu của nó là làm cho Việt Nam suy yếu để sau đó nó ý đồ đen tối, đúng không? Ý đồ đen tối thôi, ý đồ đen tối, nó đen thui luôn cho tối vậy đó, thì trong cái thời gian vừa qua anh nói nè, trong thời gian vừa qua nếu chắc mọi người được cũng biết mà mình cũng đã nhắc tới rồi một đối tượng, và anh cũng đã nói với cái có một cái đối tượng đó là có thể nó đã về Việt Nam nằm dùng lót ổ để xây dựng cái lực lượng mà ẩn mình ở đây. Rồi cái thằng là đối tượng cách luồng sâu, anh nói là cái này thì có khi là nó không đúng với cái chủ trương của đảng, nha, cái quan điểm của đảng là hòa hợp dân tộc. Thật ra thì hòa giải thì đã năm 1975 đã hòa giải rồi, nha, hòa hợp thì cũng đã hòa hợp rồi. Còn những kẻ đi ra nước ngoài thì nhà nước đã hòa hợp hòa giải, đã giải ra nước ngoài rồi, mà cố tình chống đối lại thì cứ bảo người ta hòa hợp hòa giải, nó hòa hợp hòa giải cái gì? Như vậy là có rõ ràng là vô lý không? Bây giờ chỉ thị 36, nha, cái gì đó 45, cái chỉ thị 45, cái quyết định 36, nghị quyết 36 rồi quyết định chỉ thị 45 rồi cái gì số 12 nữa đó quên mẹ rồi đó, cứ dựa vào mấy cái đó để nói là hòa hợp hòa giải dân tộc, mà thật ra mình đã hòa hợp hòa giải dân tộc năm 1975 sau khi thống nhất đất nước rồi. Thì những người mà đi học tập cải tạo để cho thấy rõ đường, có thậm chí những thằng chống đối từ hai mấy năm đi học tập tới hai mấy năm đó, thì đã cho anh thấy được cái chủ trương đường lối của đảng nhà nước.
không giết anh đó là hòa hợp rồi đó, hòa giải rồi đó, không giết anh, không tắm máu anh đó là hòa giải rồi. Thì bây giờ anh còn cứ một hai mở miệng ra nói hòa hợp hòa giải, những người đã cố tình chống đối rồi còn nói chi mà làm gì có hòa giải. Đúng không, làm gì có hòa giải được, tầm bạ đúng không, nói mở miệng ra đó. Rồi đó bây giờ nó tìm cách chưa chi đâu, giờ nó tìm cách, họ mới nghe nói không, là một đảng viên ngoài đảng chân chính không, mà nó, cái thằng đó nó nói một đảng viên ngoài đảng chân chính, là nói ông Nguyễn Thanh Sơn nghe, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói câu nào nhận xét em chưa nghe rõ qua đoạn clip đó lắm, thì chắc có dịp em sẽ nghe lại, em sẽ lại về em tham khảo thử xem sao. Nó nói một đảng viên ngoài đảng chân chính, anh nói là bây giờ nó đang tìm cách là nó giống như về mà như cộng hồi xưa đó, tức là gây dựng cơ sở, luôn là ẩn mình gây dựng cơ sở, tổ chức lực lượng, rồi một thể, rồi đám khác nữa là luôn sâu, phải cho anh nghi ngờ. Bởi vì sao, anh đã hỏi những người ở bên đó và cũng lớn tuổi, chơi thân với anh Cặp nữa, đó là chơi thân với anh Cặp nữa, anh hỏi liệu có thay đổi không anh. Ông nói làm gì có, tao là một cái thằng chống đối ba đời nè đó, nhưng tao giác ngộ được cái hồi trước tao về tổ chức ở bên Thái Lan, tổ chức lực lượng bên Thái Lan đó, mà nó thì nó như vậy rồi thì làm sao mà nó thay đổi được. Tao sở dĩ mà tao về để tao nhìn tao thấy nó cũng đặt tao tổ chức lực lượng đánh, còn nó nữa dễ đặt mình, mà nó hay tao nó hồi xưa cùng tổ chức mà sao tao không biết được. Nó thì anh nói để cho mọi người thấy, cho anh em mình trong diễn đàn mình thấy rằng bao giờ tụi nó cũng tìm cách chống đối, bởi vì nó không chịu cam chịu thất bại, nó tìm cách nó nói xấu đủ thứ hết, nó tìm cách nói xấu như trong cái thằng trong cái diễn đàn của thằng Tân Thái, thằng Bên Trương, rồi thằng Quy Nguyện, nói chung là nói xấu về Việt Nam á, cái gì nó cũng nói xấu được. Lâu lâu cái mở kéo cái Facebook lên cái dần thấy nó lên nó nói tầm bậy tầm bạ, nó đưa mấy đứa nít nói chữ đọc chữ chưa có rành nữa, đọc chữ chưa rành mà nói uống cà mập mà mập mưỡi mà đòi thiêu xác Bác Hồ. Anh nói thiệt, đúng đấy, cái thằng Tân Thái nó đưa cái đứa nhỏ lên, bữa đó anh lên con gái nào cũng giống như trường hợp bữa hổm anh đòi lên đó, anh đòi lên anh phản biện lại, cái nói chung chửi cho phản biện gì, nhưng mà anh gái là nó bị cái trường hợp giống như ngày qua hôm kia vậy đó thưa quan. Dạ là lên được á, nó lên cũng được. Dạ. Chứ không anh lên là anh bằng tới luôn á. Dạ ok. Nó thì bây giờ bây giờ trở lại cái vấn đề, thấy là cái tụi nó chống phá, trở lại nó chơi cái chiều đó, thì đó chẳng qua đó là hình thức chống phá, nó phá nó như nhân quyền. Bây giờ anh hỏi nhân quyền, nói Việt Nam không có dân chủ nên như anh Cầm nói rồi, anh không có nói gì bên Mỹ hay bên Pháp bên Tây, anh chỉ nói tại Việt Nam thôi. Bây giờ anh dùng cái từ nhân quyền nha, nói nhân quyền thì trong đó nó gồm có quyền sống, quyền được tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, dân dân về dân dân nhiều thứ, nhưng mà trong đó có quyền được sống, cái quyền đó là cái quyền quan trọng nhất, cao nhất, đúng không? Trong nhân quyền ấy, trong các quyền, trong nhân quyền ấy, thì cái quyền được sống là cái quyền cao nhất. Thì dân Việt Nam có được sống không, có được tự do đi lại không, có được nói không? Nhưng mà bây giờ anh được tự do đi lại nhưng không phải là anh nào bình thường. Bây giờ ngay chỗ cái khu quân sự người ta cấm không cho vô, không cho người lạ, những người không có quân sự vô, anh lủi đầu vô một hai anh vô, hoặc anh đến là ta không cho chụp hình, đến chụp hình tức là anh làm trái những cái quy định, mà những cái quy định đó nó dựa vào pháp luật, nó dựa vào khuôn khổ pháp luật mà nó quy định, nó bắt buộc anh phải tuân thủ. Mà anh cứ lủi đầu vô anh quay phim chụp hình thì như vậy là người ta bắt anh, thì anh nói người ta không có nhân quyền, là không được tự do, đúng không? Đó, rồi bây giờ nó tự do ngôn luận đó, giống như anh nói trong trường hợp bà Hằng, nhiều lần anh cũng đã nói ở đây, nhiều khi anh em mượn rồi phê nói trường hợp nói vậy là không được. Có nhiều bà chửi cái chính quyền Bình Dương, có mấy lần anh lên cái clip bà chửi chính quyền Bình Dương, nói vụ mà thuế má đóng cả ngàn tỷ đồng mà không có chịu cấp giấy, rồi anh nói này nó nặng lời, anh nói cái nào sai thì nói sai, cái nào không đúng thì cái nói không đúng, nhưng mà nói ở trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Anh nói tầm lum là nguy hiểm, là coi chừng có ngày là giả thân, mang giả vào thân. Dạ, yeah, ok. Thì bây giờ
bây giờ những cái mà anh nói rồi, bây giờ tới quyền được sống, rõ ràng quyền được sống dân Việt Nam mình được tự do đi lại, được đi này kia nọ, nói chung là tất cả các quyền mà mọi người trên thế giới này đều được sống thì Việt Nam được sống. Nhưng nó có những cái hạn chế do pháp luật quy định là gì, có những cái chế tài nó được hạn chế là nó quy định những cái hạn chế, nó không cho phép được quá trớn. Lý do là gì, nó đưa ra những cái đó là gì, mỗi một quốc gia nó đều đưa ra là những cái quy định là nó dựa vào tập quán văn hóa của người dân của ở nơi đó, của quốc gia đó. Ví dụ ở Việt Nam thì bây giờ là nhiều khi chửi bới người ta, luật pháp nó dựa vào cái đạo đức mà, nó gọi là đạo đức xã hội đó, thì bây giờ nó dựa vào đạo đức, nó chuẩn mực của đạo đức, nó quy định là ai mà cần chửi cả đó là dựa, cho mà chửi hơn nữa mà bị tổ hoặc bị bắt phạt. À, thì nó dựa vào cái chuẩn mực của đạo đức mà nó đưa ra những cái quy định cụ thể rõ ràng để bắt buộc mọi người dân phải tuân thủ. Người ta gọi là luật, bởi vì luật nó vậy thì luật đưa ra thì làm sao đã gọi là luật đưa ra, thì tại sao gọi là không có nhân quyền, không có dân chủ, mà anh dựa vào cái đó để anh đánh giá một chế độ, anh đánh giá một chế độ là không có dân chủ nhân quyền là như vậy, đúng hay sai, rõ ràng là hoàn toàn sai. Đó, ví dụ như giờ Mỹ ở bệnh á, mày được quyền mày chửi, mày nói gì đó mày nói, nhưng mà bây giờ khi cảnh sát ra lệnh mày không nghe, mày đưa mày chống lại, mày hỏi như bình Việt Nam là như nãy mình cầm nói là nó bắn nát kéo, đúng không? Như vậy đâu, giờ Việt Nam có nhân quyền không, có dân chủ không? Nó hỏi dân mà nó đi chạy tầm bậy bạ, gọi hỏi nó, cảnh sát hỏi nó biểu đưa cái chương trình hành động ra đây, cái gì không phải là chương trình trọng, chuyên đề đó. Thì như vậy là có nhân quyền không, hay là đó là lợi dụng nhân quyền để hỏi tầm bậy? Đã là một cái cơ quan chức năng, một cái người thi hành công vụ mà người ta đi làm mà anh hỏi người ta là hỏi gì? Còn cái giám sát, ví dụ như bây giờ quy định, luật quy định là nếu ví dụ như có người vi phạm giao thông đó, thì anh được phép làm như vậy, nhưng mà anh làm quá những cái điều quy định, chẳng hạn như anh lại đánh người ta, cảnh sát giao thông đánh đó, bắt còng người ta, ví dụ nó sai đè xuống bắt còng lại không sao, nhưng mà anh đánh người ta là anh quyền hành là cảnh sát giao thông sai. Còn bây giờ cái người mà vi phạm giao thông ngược lại là đánh cảnh sát giao thông, thì mà nó là hả mình mà cảnh sát giao thông bắt nó lại, cái nó nói là là Việt Nam vi phạm nhân quyền, mà trong cái Mỹ bắn thì không sao, so sánh giữa hai cái bắn không sao, bắn thì nó là hai biểu chống nó bắn. Những cái rất là vô lý, cho nên vì vậy nó dựa vào những cái này, nó nói là nhân quyền, là vi phạm nhân quyền, là bất bình đẳng thế này thế nọ. Thật ra đó là những chiêu bài để mà nó chống lại, nó làm nó mượn tay nước ngoài để nó như Nhật chẳng hạn đó, nhưng mượn Nhật để mà nó làm cho cái kinh tế Việt Nam suy yếu, rồi bắt buộc Việt Nam phải sửa lại, phải xem xét lại pháp luật. Nó đưa Việt Nam trở lại cái thời kỳ mà gọi là xét lại, giống như Liên Xô đó, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Do đó cái chủ nghĩa nó gọi là chủ nghĩa xét lại, nó có một cái giai đoạn là Liên Xô ở lại cái thời kỳ chủ nghĩa xét lại đó. Vì bây giờ nó thấy rõ ràng, nó nói là nhân quyền là cao nhất, nhưng mà đôi khi như hổm anh có nói là nhân quyền đôi khi nó là còn nhỏ hơn một cái luật, nó là cái nghĩa pháp vụ quyền. Nhân quyền nó nhỏ hơn cái nghĩa vụ. Bởi vì sao anh nói là cái luật nghĩa vụ quân sự đôi lúc nó lại lớn hơn cái nhân quyền, là nó bắt anh phải chết anh cũng phải chết. Bởi vì nếu đất quốc gia có một cái đất nước có chiến tranh, anh thực hiện cái vụ quân sự thì quân đội yêu cầu anh đến mặt trận đó, tức là đến chỗ chết rồi chứ gì, đến mặt trận đến chỗ chết, mà khi nổ súng đánh nhau là chết rồi. Tức là lúc này thì luật nghĩa vụ quân sự nó lại, cái luật này nè, luật nghĩa vụ quân sự nó lại lớn hơn với cái nhân quyền. Nhân quyền là quyền được sống, nhưng mà lúc này thì anh không còn được quyền được sống, anh đến đó anh phải chiến đấu để anh giành sự sống. Thì như vậy chúng ta phải thấy rằng giữa nhân quyền và luật thì đôi khi nó lại nói là mâu thuẫn với nhau thì không đúng, nhưng thực tế nó là như vậy. Thì anh đừng lợi dụng cái nhân quyền để anh làm bậy, anh đừng lợi dụng nhân quyền làm bậy, mà mục đích của anh lợi dụng cái nhân quyền này để anh làm suy yếu, chủ yếu là để làm suy yếu. Mọi người đều thấy rằng, mọi người ai cũng thấy hết, nhưng mà có khi chúng ta không nói được bởi vì nó ở nơi mình, ở nơi sao nói, đúng không? Yeah. Nhưng mà dân mình phải hiểu, để mà dân mình phải hiểu, bà con mình phải hiểu, mà đặc biệt là lớp trẻ, lớp trẻ phải hiểu. Nó có lớp trẻ là lớp bữa hổm ngày hôm qua Trung nói với anh Cầm, hôm qua anh kia với anh kia là cái live trước nói là anh lo lắng, có Thu Quang có nhớ là anh đau đáu về cái lớp trẻ không?
là bồng bột, dễ nghe lời người ta lắm. Mà nhất là những cái đối tượng mà lêu lỏng, đặc biệt những đối tượng lêu lỏng rất là nguy hiểm. Ví dụ như nó kêu yêu cầu mày, ai mày làm cái đó thì cho mày coi vài vài trăm đô la rồi là làm liền, vài trăm đô la làm liền. Thật sự lúc đó là nó không có ý thức được, mà nó chỉ có cần tiền thôi. Cái ý thức của nó lúc đó là tiền chứ không phải ý thức là đúng hay sai. Vì vậy cho anh đau đáu, anh lo hoài, anh rất là lo. Có nhiều người thì không hiểu, nó mày lo nhiều khi ngồi nói chuyện với nhau đó, mày lo làm chi, giống như lo bò trắng răng. Thật ra mà nói, nếu như mình không lo, mình không nói, mình không dạy cái lớp con cháu mình để mà con cháu mình nó tác động với cái đối tượng bạn bè ngang nhau ngang với nó làm một cái hệ dây chuyền như vậy đó, hệ lụy dây chuyền như vậy đó, thì nó tốt, nó tạo ra cái phản ứng dây chuyền nó tốt, thì cái xã hội nó sẽ tốt. Cũng như anh cứ thường thường anh nói cái này nói cho kể chuyện hơi hơi dài dòng một chút, nó không ăn nhập gì rồi đây, nhưng mà thường thường anh giúp người ta, nói người ta cảm ơn, người ta nói, nghĩ tới chuyện trả ơn, nó nói mày làm ơn mày đừng nghĩ mày trả ơn đâu, mày có trả ơn mày trả ơn như người khác bằng cách giúp họ như tao giúp mày vậy, để như vậy cho xã hội nó tốt hơn, không có thằng nào cũng cướp cũng trộm, nó không phá làng phá xóm đó. Thì anh hay thường nói vậy đó. Thì như vậy là cái ý thức của một mỗi một cái người dân, mỗi một người dân mà đặc biệt là những cái đối tượng trẻ đó, thì phải làm sao để cho nó thấy được rằng cái trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc này. Anh nói cái điều đáng buồn nó thật, cái điều 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 anh buồn lắm. Thôi quan hiện nay nè, thôi quan chắc cũng nhìn thấy, và mọi người để chúng ta cũng nhìn thấy là hầu như cái đoàn thanh niên và cái phụ nữ với cái hội nông dân á, nha, ba cái lớp mà cái lực lượng chính trị đó, ba cái đoàn thể mà mang có cái yếu tố chính trị rất là cao nha, có yếu tố chính trị rất cao, nhưng mà thực sự đến ngày hôm nay chúng ta hoạt động được cái gì, cái ba cái lực lượng hoạt động cái gì, đoàn thanh niên tới giờ này nó ở cái ấp của anh, cái xã của, cái ấp của riêng của anh nó ở nè, nó thanh niên nó đông lắm. Cái ấp của anh là mấy ngàn dân nữa nha, cái ấp của anh nó rộng lắm mà nó chuẩn bị lên phường mấy ngàn dân đó. Mà chưa hề thấy mấy năm nay, cả hơn chục năm nay chưa hề thấy họp được thanh niên được một lần đó. Cái lực lượng chính trị đó, cái đoàn thể mà mang cái màu sắc chính trị cao nhất là lực lượng thanh niên, rồi phụ nữ đó, rồi nông dân nè, ba cái lực lượng đó khi mà có chiến tranh xảy ra là lôi ba cha đó chết mẹ luôn. Nhưng mà thời chiến là như vậy, nhưng mà thời bình giờ thấy sao, hầu như là không hoạt động, nhưng mà phải giữ nó. Vì vậy cho lực lượng thanh niên, anh nói là không có giáo dục gì hết trơn, đặc biệt là lực lượng thanh niên không có thấy giáo dục gì hết trơn, nhưng mà không biết để lại làm gì đó. Vì vậy anh rất là lo. Mà cái đối tượng cái tụi mà chống phá nó lợi dụng vào những đứa thanh niên á. Còn phụ nữ thì mấy bà mà nghèo khổ quá, khó khăn quá, nhất là mấy bà hay đánh bài chơi số đề rồi đó, là nó chần cần nó thọt vô cái là nó có chuyện liền, có chuyện ngay. Nhưng mà thấy những năm gần đây, tuy là cũng qua cái vụ mà ở ngoài nó đập phá ngoài Bình Thuận, nó đốt xe xe chữa cháy của Bình Thuận thưa quan, thì thấy là qua cái vụ đó thấy 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 cái nó cũng cũng cái tình hình nó cũng tốt lên, nó sáng hơn nhiều. Nhưng mà tụi nó phá, nó vẫn phá vẫn phá nó phá vẫn phá, mà mình đây nếu mình không chống nó phá, mình không chống, mình không đắp, mình không xây thì dễ đổ vỡ lắm. Đó như những điều nãy giờ anh cứ đau đau nói với trời với thưa quan đó, đó là những cái điều mà với những người như tụi anh và như thơ quan và những người lớn tuổi, nói chung là những người lớn tuổi đã có tuổi rồi, đã bắt đầu là có ý thức được cái tình hình đất nước, tình hình chính trị đất nước thì không ai mà không lo hết. Thưa quan đồng ý anh điểm đó không? Những người mà có trách nhiệm không ai mà không lo hết. Tôi nói cứ phá vậy, nhưng mà anh biết anh không, đối với tụi nước ngoài anh không sợ, anh không sợ đâu, bởi vì nước ngoài không làm được mẹ gì mẹ gì hết trơn. Nhưng mà chủ yếu nó kích động thôi, chứ còn cái đám ở bên trong nó đang ngấm ngầm nó chống nó phá, cái đám ở bên trong nước đó, nó ngấm ngầm chống phá. Cái lực lượng mà nó có mà mối thù với chính quyền các bạn này, chính quyền hiện tại này, nó là cái lực lượng đó, nó nói ở ngoài mà nó dân nó già nó tốt lắm, nhưng mà thật sự nó đi
làm mấy cái chuyện mà mình không ngờ tới. Anh nói có một cái lần anh đi đổ xăng ở gần nhà anh đi làm, lúc đó anh chưa nghỉ hưu, anh đổ xăng. Đằng xăng nó cứ nay trời mai sụt, nay trời mai sụt. Anh vô ngồi đổ xăng mà anh nói, mà cái xăng đó, chủ cái xăng đó là nhỏ bằng học của anh nữa. Mà anh biết cái thằng bán xăng, cái thằng đổ xăng đó, không biết nó là cái gì của chủ cái xăng. Nó vô nó nói, nó vô anh nói trời xăng gì mà lên xuống trời sụt hoài, cái này vất vả gì dân dữ. Nó vậy đó, cộng sản nó vậy đó, nó chửi thề luôn, cộng sản nó vậy. À, nó giận quá anh mới hỏi, anh nói cộng sản nó vậy là sao? Xăng hả, nếu mà xăng thế giới nó lên thì ở đây người ta điều chỉnh nó lên, mà nó xuống mà điều chỉnh nó xuống, chứ bây giờ nó để một giá mà nó lên, mà để một giá ở giá nó giờ nó đang giá thấp, mà bây giờ xăng nó lên dù dù mà để một giá bán như vậy thì chỉ có nước bán luôn cái đất nước Việt Nam này. Nhà chú là chủ cái xăng mà chú để vậy, chú dám không, chú dám để vậy không? Cái đi dài lại nó sừng sộ cho anh, nó nói à, nó không dám. Lúc đó thì chưa có cái từ bưng bô. À, lúc đó chưa có cái từ bưng bô, nó nói hàng ngày là cộng sản nè, tao nói tao cộng sản thì sao, mày liệu hồn mày đó, tao nói với chủ mày nha, tao nói chủ mày rằng lát là sạc công an sát mình, sát mình công an thành phố mới thôi đó chứ, mới ghê chứ đó. Dạ, yeah, ok, đó nói để tôi quan thấy rằng nó không phải là nó sống, nó yên ổn đâu, sống ngầm đó thôi. Thôi anh có gì chứ là lâu lâu lên nói nha. Lâu lâu lên phá rối diễn đàn chút. Có những cái điều gì mà nó không có được lòng mọi người thì xin phép bà con trong diễn đàn tha lỗi. Xin cảm ơn cơ quan, xin cảm ơn mọi người. Xin chào. Cảm ơn.